Mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì sáng nay Mẫn sẽ đi thăm 12 cửa. Hồi nãy Mẫn cũng đã đi thăm lọc tép rồi á. Tép cũng hơi đỡ đỡ. Bây giờ cả nhà cùng Mẫn đi thăm 12 cửa nha. Nắng quá trời luôn. Hôm qua cửa này người ta xịt cá. Cá lóc con nào con lấy còn tầm tay như vậy nè. Trời ơi, còn đóng hết trơn luôn. Mình nhìn mà nhót được nhót gan luôn á trời. Bắt còn xì thì con nào mà còn nữa. Ở đây thì vẫn có đặt mấy cái lờ nữa nha cả nhà. Nhưng mà vẫn dời chỗ liên tục luôn. Bữa hổm vẫn mua được 5 cái lợp. Có lợp dài thằng ngon vậy nè. Xong rồi cái đầu cái bị người ta lấy hết 2 cái. Cá phi nó bự đầu này có không? Cả nhà thấy con cá phi chưa? Nó mạnh dữ dằn luôn. Nè. Dằn té nước luôn á. Cái này phải cần tháo dây nha cả nhà. Mẫn chỉ tháo cái đầu của nó thôi rồi Mẫn Ôi trời ơi, đạp trúng cái gì vậy trời. Ôi má ơi. Trời ốc. Quất một cái cặp luôn. Con cá nó bự nha cả nhà. Quá chừng bự luôn. Ủa không ta, chắc không ra được đâu. Cá này thì nhỏ hơn xíu. Không sao. Con cá này thì nó nhỏ nha cả nhà. Con bỏ cái 12 cửa ở đây thì cũng có cá ăn lai gai, cá phi, rồi tôm ở đây. Lý do có tôm là lý do là ba cái con cua ở trong vuông á cả nhà nó đào hang á, rồi xong rồi cái con tôm nó chui ra theo. Nhiều quá trừng luôn. Rồi cái lỗ này nó thưa lắm, nó ra được hết trơn à. Ôi trời. Con cá phi bự luôn. Này là gì? Mẫn nghĩ là ngày hôm qua ống xè kìa nó như nó quản á, nó chui vô á, sao nó không chui vô cho mình dạng cá lóc ta. Nó chui được dạng cá lóc em biết mấy luôn. Trăng nó phần đầu. Bác con cá nhỏ trước đi. Đây. Cá nhỏ này cả nhà. Ồ con này. Ồ, cầm cho nó chắc nó được. Wow. Ủ nù luôn. Thank you.
Ủa con này. Ừ. Để mở nước cho nó ra. Ôi. Bự lắm. Cá cỡ này á là mình ướp nướng được rồi. Coi em vẫn thấy mấy cái anh bên Thái á. Không phải là ớt muối ớt. Không phải là ớt muối ớt đâu mà muối bột mình á. Áo một lớp ở ngoài vậy nè. Sao ta? Nằm ở con cá là nó nằm trong vỏ. Cá nó nằm ở trong muối luôn á. Sao ở cái đèo đem đi nướng. Trời ơi, ăn ngon dữ lắm luôn. Mà người ta khen ngon nha nhưng mà vẫn chưa từng ăn. Hôm nay thì cứ coi như là Mẫn bội thu nha. Tại vì cá có cá bự mà. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn, cả nhà nhớ cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ em Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Xíu nó Mẫn đi Mẫn sửa lại cái giống kia mới được. Còn mấy con cá này thì nấu canh chua cũng được nha cả nhà, mà nướng cũng được nữa nè, còn mình kho lạc cũng được nữa. Nói chung là cá phi mình dễ ăn lắm, mình làm món gì cũng được hết trơn á. Dạ, hỏi mẹ cái mẹ thích ăn món gì thì mình làm món đó thôi à. Thường thường thì mẹ vẫn thích ăn cá nướng lắm.